Từ các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế của nhà nước, nông dân Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu có điều kiện thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để tăng thu nhập. Nhờ đó, Lùng Thàng từ một xã đặc biệt khó khăn đã có bước chuyển mình tích cực. Qua công tác tuyên truyền về lợi ích từ cây quế mang lại, năm 2017, gia đình anh Tào Văn Hung ở bản Can Hồ, xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã chuyển 2 hectare đất đồi sang trồng cây quế. Tham gia trồng quế, gia đình anh được hỗ trợ 100% giống và hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc. Đến nay, diện tích quế của gia đình anh Hung sinh trưởng phát triển tốt, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế. Trước đây thì có trồng nghệ hết, xong là thu nhập nó không cao. Thì nhà nước có cung cấp cho cây giống cho dân, xong là trồng cũng được mấy năm, 5 năm, 6 năm rồi, cây nó mới to được hơn nhảy. Nên bây giờ gia đình đang cố gắng để chăm sóc cho cây nó lớn lên từng ngày để sau này thành công và hiệu quả. Xác định việc bảo vệ phát triển rừng là một trong những giải pháp để giúp người dân phát triển kinh tế có nguồn thu nhập ổn định. Do đó, ngoài 95 hectare diện tích quế được trồng trước đây, thì năm 2022, xã Lùng Thàng cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi một số diện tích kém hiệu quả sang trồng quế với trên 37 hectare và 254 hectare cây gỗ lớn như cây sấu, lát, dồi. Khi mà được nhà huyện phê duyệt được hỗ trợ giống thì đã tiến hành triển khai cấp giống cho bà con và hướng dẫn bà con là khi nào thời điểm trồng và kỹ thuật chăm sóc. Và khi nào mà chăm sóc cây nó bắt đầu lớn lên thì bắt đầu đến triển khai hướng dẫn bà con là mỗi 3 năm đầu tiên, mỗi năm là chăm sóc 2 lần. Mà trong quá trình trồng thì cũng thấy quế là hợp với thổ nhưỡng và khí hậu tại địa bàn. Và thấy bà con cũng chăm sóc, cũng phấn khởi chăm sóc thường xuyên. Okay, cao thế. Để giúp nhân dân có điều kiện phát triển kinh tế, tăng thêm thu nhập, thời gian qua, xã Lùng Thàng còn phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện triển khai cho 410 hộ vay vốn thông qua 3 tổ chức của xã như Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân, Đoàn Thanh Niên. Qua kiểm tra, các hộ đều sử dụng đúng mục đích đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình. Điển hình như gia đình chị Vàng Thị Lan ở bản Nậm Bóng, sau khi được vay 50 triệu đồng thông qua Hội Phụ Nữ xã cùng với số tiền tích góp của gia đình, vợ chồng chị Lan đầu tư xây dựng chuồng trại, mua giống trâu sinh sản về chăn nuôi. Đồng thời gia đình cũng trồng cỏ voi, đầu tư đường nước, mua sắm thiết bị phục vụ cho việc chăn nuôi. Nhờ chủ động được nguồn thức ăn chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh nên đàn trâu phát triển tốt. Trước đây thì em vay ngân hàng chính sách để mua trâu, bây giờ thì con trâu cũng phát triển tốt nhiều rồi. Và em cũng mong muốn là nhà nước nó để hỗ trợ cho bọn em, tiền bọn em để phát triển chuồng trâu nó tốt hơn. Sau nhiều năm nỗ lực, năm 2020, xã Lùng Thàng được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Làng xã thuần nông, thu nhập của bà con ở Lùng Thàng chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Để giữ vững, nâng cao các tiêu chí đã đạt, nhất là tiêu chí thu nhập, địa phương đã tập trung chỉ đạo người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thâm canh tăng vụ. Cùng với đó, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi và triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Để hỗ trợ cho bà con về cái chương trình phát triển chăn nuôi, thì là Ủy ban nhân xã cũng đã xây dựng kế hoạch, đồng thời thì cũng đã làm cái tờ trình đề nghị huyện là hỗ trợ về cái chuồng trại như là trâu, dê, lợn theo cái nghị quyết 07 của tỉnh. Thì đến nay thì trên địa bàn xã cũng đã thực hiện được khoảng 3 hộ đã thực hiện xong, thì xã cũng đang thực hiện hoàn thành cái thủ tục hồ sơ để đề nghị huyện hỗ trợ theo quy định của nhà nước. Trong năm 2023, Lùng Thàng đặt mục tiêu tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế, sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng bền vững, hướng tới chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa liên kết, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế nông nghiệp một cách hiệu quả. Đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các chính sách hỗ trợ về tín dụng để phát triển sản xuất. Qua đó, từng bước xây dựng Lùng Thàng trở thành xã nông thôn mới trên cơ sở giảm nghèo bền vững.